Chào mọi người, hôm nay mình quay con vàng Phú Quốc lai lưỡi đốm nha. Con vàng này thì buổi trưa nè mọi người. Nó về đây nó nằm ở dưới sàn gián nè. Coi có ai ăn rẫy xương đồ không cho nó ăn. Bây giờ nó đang nằm nghỉ trưa dưới sàn gián nha. Ở đằng kia thì có mấy con gà. Bây giờ nó lên trên cửa trên nhà trên này nè. Canh coi có nếu mà có ai ăn thì nhả xương cho nó ăn nha. Con này cái thánh này háu ăn lắm. Ngược lại nếu mà không biết thì rời mó nó là nó táp á. Chỉ có người trong nhà thôi, ý tí nó là rời được. Nhưng làm quá thì nó cũng cắn nha. Cắn vợ thôi. Nếu mà đánh nó thì nó có thể nó táp lủng tay luôn. Con này rất là dữ. Bây giờ nó nằm đây nè, nằm nó ngay trường trước nè, trước có tiếng động đó, nó dòm trước đó mọi người, nằm đây coi nhà ở đây luôn. Buổi chiều ấy, nếu mà nó không ngủ đây thì nó về trong trọ bà chị mình nha. Đó, đằng trước có tiếng động nó dòm trước đó. Thì ở trong đây thì ánh sáng nó không đủ cho nên quay không có rõ, quay bằng cái điện thoại nha mọi người. Giờ nó nằm nó ngáp đó mọi người. Con vàng này thì nó không ít ở trống lắm nha, tối ngày nó cứ về đây thôi. Ở trong bà chị mình thì có hai con mực con vàng. Ngày thì nó hay về đây nè. Vậy có ai cho nó ăn không? Bây giờ nó quất cái chân qua đây đó. Nó nằm nó sắp chân ra chéo nha. Con này thì gió sắc lông nha mọi người. Giống Phú Quốc lai. Không có lưng sấy. Nếu mà có lưng sấy là con này mới đẹp. Chú Phú Quốc Trạch thì có lưng sấy nha. Này là F2 rồi. Mà bây giờ nó nằm luôn rồi đó mọi người. Nằm nó ngủ á. Ngủ tới chiều rồi nó về. Nằm đây sẵn nằm trước căn nhà luôn nha. Có ai vô nó sủa. Nó cũng ít sủa lắm nha mọi người. Trừ khi cột nó hay gì đó nó mới sủa. Còn có người lạ vô rồi nó mới sủa. Còn người quen thì nó không có sủa nha.